Dạ mô Phật, đáng lẽ là ngày mai mới tới giờ hắn cổ, nhưng mà kẹt hôm nay giảng nguyên bận, thì văn phòng cũng đề nghị để lên lớp chiều hôm nay. Thật ra là sáng đã lên lớp 4 tiết cho khóa 3, chiều thêm 4 tiết cho khóa 4 thì cũng là hơi mệt. Mà vì thấy giảng viên lên không kịp thì thôi đảm nhiệm, thôi để lớp chiều nay nghỉ, thì cũng là mất giờ của học viên từ xa đến. Thì lần trước chúng ta đã qua cái phần lục thư hơn một nửa, hoặc là chưa tới một nửa, nhưng mà vì phần hội ý quan trọng cho nên có một số từ ví dụ hơi nhiều để chúng ta nắm được cái phần hội ý này. Rồi thầy có cho gọi là gửi những cái file ôn tập cho cái phòng photo, không biết lớp có chưa ạ? À một phần có đầy đủ, nghe là ba lần kiểm tra, cho lần ba lần một lượt luôn là 5, 6 với 7. Để là lần kiểm tra cũng được, nhưng mà chia ra để chúng ta về. Ngày hôm nay là chúng ta làm phần kiểm tra lần 5, rồi sau đó chúng ta làm kiểm tra lần 6 và lần 7 là chúng ta có thể gọi là chuẩn bị thi. Phần lục thư, phương pháp hay là 6 cách để mà tạo ra chữ Hán, hay là 6 cách cấu tạo của chữ Hán. Thì lục thư gồm có 6 cách như vậy. Cách thứ nhất là gì ạ? Là tượng hình. Và cách thứ hai, thị sự. Cách thứ ba, hồi ấy, đó là hôm nay gọi là lần trước chúng ta chỉ mới học tới đây thôi. Tượng hình có nghĩa là từ những cái hiện tượng ở trong thiên nhiên, trong xã hội mà người xưa, nghĩa là tổ tiên của người Trung Quốc vẽ cái hình đó ra, rồi cho tới ngày hôm nay hình chữ như chúng ta đang học. Chỉ sự thì vẽ không được, cho nên người ta mới dùng một phương pháp là chỉ những cái khái niệm ở trong cuộc sống. Và hội ý là dùng hai thành phần, hai yếu tố để kết hợp lại để thành một chữ. Và cái phần thứ tư chính là hình thanh. Phần thứ năm thì là chuyển chú, và phần thứ sáu là giả tá. Thì ba cái phần còn lại thì chúng ta sẽ học nhanh thôi, chỉ có phần hội ý là chúng ta đầu tư thời gian hơi nhiều. Mỗi cái phần của lục thư thì đều có một số từ vựng. Thì bây giờ chúng ta ôn lại cái phần tượng hình là gồm có bao nhiêu chữ ạ? Dạ bao nhiêu chữ tất cả? Dạ 21 chữ. Dạ đây. Thì 21 chữ. Dạ giờ tỷ chiếu lên. Xin mời cả lớp cùng đọc để chúng ta nhớ lại 21 chữ này ạ. Nhật nguyệt. Dạ kim mộc trúc hòa thảo. Dạ 20 chữ và thêm một cái chữ nó không nằm trong cái câu thơ đó là chữ gì ạ? Là chữ khẩu, là 21 chữ. Rồi qua phần chỉ sự là được mấy chữ ạ? Dạ phần chỉ sự thì ít hơn, chỉ có 5 chữ. Là nhất, nhị, tam, thượng và hạ, chỉ có 5 chữ mà dùng những chữ phải rất là dễ. Thì qua phần hội ý thì nó hơi nhiều. Thì phần hội ý chúng ta cũng học gần xong rồi. Lần trước cho tới chữ diệt. Và cái chữ đầu tiên thì hơi khó, cho nên tại nó là để qua phía sau. Thì chúng ta đã học qua những cái chữ khác, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy chữ này, chúng ta xem có thể diễn tả được không. Ví dụ đây là chữ thái. Thái có nghĩa là gì? Thì chúng ta nhìn thấy là có bộ của gì ạ? Bộ thủ có nghĩa là tay, cái gì liên quan tới tay. Và ở trên cái chữ, cái phần còn lại cũng là chữ thái. Bên đây bộ thủ và bên đây là chữ thái. Thì cái phần ở trên đây là bộ trảo. Trảo cũng thuộc về cái tay, thay tay ở trên gọi là trảo. Rồi dưới là chúng ta thấy bộ gì ạ? Dạ bộ mộc là cây. Thì cái tay mà đang ở trên cái cây thì bản thân của nó cũng chính là hái. Bây giờ thêm bộ thủ vô thì rõ ràng càng nói về một cái chữ có liên quan đến, có nghĩa là hái trái cây. Tất nhiên là hái.
À, đây là cái chữ hơi khó, đáng lẽ phải đưa ra sau mà tại đưa ra trước thì hôm nay chúng ta trình bày chữ này. Rồi những chữ như an, hảo là chúng ta đã trình bày lần trước. Và lần trước tới chữ diệt. À đúng không ạ? Tới chữ diệt đúng không ạ? Hay là quay lại để coi như là tuy là không phải dò bài, nhưng mà thật ra nếu mà lớp ở tại đây chúng ta thuộc và cùng ôn tại lớp thì cũng rất là hay. Dạ, thì bây giờ mời quý Phật tử đi. Thì cứ người nói một chữ. Dạ, bây giờ xin mời bằng đầu có bốn Phật tử. Dạ, xin mời chú Phật tử ngồi bằng đầu xung phong lên trước. Thì chữ đầu tiên, thì chú nói tên và dạ an. Dạ, trong nhà có người phụ nữ thì mọi việc đều tốt đẹp, chu đáo. Dạ, đúng. À, xin mời chú, rồi có nghĩa là quý Phật tử cứ tiếp theo mà mỗi người chữ ôn lại ạ. Mẹ đứng kế bên con thì tốt, chứ không phải con đứng kế bên mẹ thì cũng được. Nghe là mẹ đứng kế bên con để lo cho con, chứ không phải là con còn mẹ thì tốt thì cũng được. Trong câu này thì rõ ràng con còn mẹ là điều hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta nói là người mẹ ở bên cạnh để lo cho đứa con thì cũng là được. Dạ, tiếp chữ này ạ. Dạ, xin mời cô. Dạ, mặt trời chiếu sáng ban ngày, nguyệt chiếu sáng ban đêm. Dạ, hai chữ kết hợp lại rõ ràng nó nghĩa là sáng. Dạ, đúng rồi. Dạ, tiếp ạ. À, dự thính hả? Rồi, mơ Phật mời bằng hai ạ. À, là bổ có nghĩa là gốc cây, đúng rồi. Nghĩa là nhiều khi nói chưa có phải là thuộc lòng, nhưng mà nói đúng ý, chú có chấm mà thấy đúng ý là cũng là được hết. Chứ không phải là thuộc lòng. À, chữ mọc hay ngạch ngang ở dưới gì đó chúng ta nói mà thấy là hiểu bài. Dạ. Cái bài này sao mà mắc hết mấy chữ, không hiểu. Dạ thôi, mặc dù không có chữ để chiếu, nhưng mà chữ này chúng ta nhìn, chúng ta cũng thấy nó. Dạ, xin mời cô ngồi bên ạ. À, phía trên đầu, ngọn, đúng rồi. Mấy cái file này ai vô phá sao mà hình đâu mất hết, hết biết. Dạ, tiếp theo là chữ tiếp theo ạ. Dạ, mời chú bên cạnh. Dạ, cũng như thính luôn, dạ. Cái chữ này là dễ nè. Nhiều, đúng rồi, chữ chúng có nghĩa là nhiều. Thì do chữ nào kết hợp lại? À, do nhiều bộ nhân, tức là ba bộ nhân kết hợp lại, đúng rồi. Rồi, chữ tiếp theo. À, nhiều cây, hay là thành chữ lâm là rừng, đúng rồi. Dạ, mời chú ạ. À, chữ xâm. Dạ, là đúng rồi, ba một kết hợp lại thành rừng mà là rừng rậm. Rồi, xin mời quý Phật tử bàn tiếp theo ở dưới nữa. Người đến tới gốc cây thì sao? À, nghỉ ngơi, thì chữ khu có nghĩa là nghỉ ngơi. Thì thôi, quý Phật tử trả lời vậy thì đúng rồi, giờ tới mời mấy em đi, ni sinh ha. Thôi, chữ này thì chiếu lên á, lỡ ra là chữ tính thì cũng dễ rồi, người thì nói ra thì có lòng tin. Rồi, mời mấy em ở bàn đi. À, nhốt lại, cho nên có nghĩa là tù. À, đúng rồi. Có nghĩa là chữ vi này thì cũng không phải nó người ở trong nhốt lại hay gì đó, nhưng mà chúng ta hiểu là tốt rồi. Rồi, tới chữ nháo hay là náo. Rồi, mời em bạn số 2. Không biết hả? Cái này là có câu thơ nào? Thì tài môn tiền thì náo, có nghĩa là chợ ở trước cửa thì sẽ là ồn ào và náo nhiệt. Rồi, bây giờ nãy cô nói là thì tài môn tiền náo, bây giờ chữ này cũng mời bạn em số 2 chúng ta phân tích thử. Bạn số 2 đường sau á, không, bạn đường sau á. Bây giờ em trình chữ này em phân tích thử. Ở môn ở ngoài, ở trong là bộ gì? Bộ nguyệt có nghĩa là gì? À, trăng.
À, có nghĩa là mình ở trong cửa, trong nhà mình ngắm ánh trăng, cho nên là nhàn, thì đúng rồi. Có nghĩa mạnh dạn phân tích quý Phật tử nãy giờ làm được thì mình cũng làm được. Nguyệt lai môn hạ nhàn, rồi chữ thiên, rồi mời em ở bàn tiếp theo. Bây giờ chúng ta nhìn ở chữ này, em nhìn thấy cái dòng ở trên là cái gì? Em trả lời đi, ở trên là gì đây? Rồi chữ ở dưới, đại có nghĩa là gì? Lớn gì, nhớ như thế nào? À, lớn nhất cho nên ta gọi là ông trời. Vậy thôi, nghĩa mình phân tích chữ hữu ý làm sao cho dễ học, chứ cũng phải là khó. Mấy chữ này rất là dễ nhớ. Nhất đại vi thiên, không chúng ta nói lớn nhất là trời. Rồi chữ vương này mới là hơi khó nè. Tại chữ vương mà nếu mà không nghe giảng thì chúng ta cũng hơi khó phân tích. Là gì? Thiên, nhân, địa, nghĩa là trong tam tài, trời, người và đất. Thì ông trời gọi là xuyên suốt hết, ông vua cho xuyên suốt hết, cho nên ông vua gọi là một mặt là thiên tử, một mặt là nhân chủ, có nghĩa là vua của cõi người. Và đất đai trong cái vùng lãnh thổ của ông ta làm vua thì rõ ràng ông ta nắm cái quyền hết, cho nên đây gọi là vua. Thì cái chữ này mới là hơi khó phân tích. Rồi tới chữ này, rồi mời em ngồi bàn đó luôn. À, đi đường thì chúng ta muốn hỏi đường thì chúng ta đến cửa để hỏi, có nghĩa là vấn, có nghĩa là hỏi. Dạ, mời mấy thầy ở bàn đầu tiên ạ. Dạ, trên bộ điền dưới bộ lực. Dạ. Dạ, có nghĩa là người có sức thì mới làm ruộng, phải không thầy? Người có sức để làm ruộng thì suy ra đó là người nam ạ. À, phải đúng không thầy? Dạ, mô Phật. Dạ. Này thì ra luôn chữ, có nghĩa là người mà lên núi, nhân huy núi, người mà lên núi tất nhiên là tu tiên. Dạ xin mời thầy ạ. Mời thầy bằng đầu luôn rồi ạ. Điều, dạ điều hay, điều tốt lành, cho nên nghĩa là chữ cát tốt lành. Dạ, dạ tiếp theo mời mấy thầy bằng số 2 ạ. Dạ, đúng rồi, lấy tay che mắt có nghĩa là nhìn, cho nên là chữ kháng sẽ là khang, có nghĩa là nhìn. Có hai âm đọc là kháng với khang. À, ngày lần trước chúng ta học được từ này. Dạ, mời mấy thầy, dạ bằng số 2 luôn cũng được. À, dạ mời thầy ngồi bên cạnh. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ. Nghĩa là dưới là lửa, hỏa là lửa, trên chúng ta thấy bụi nhất, nhưng chúng ta không phải nào nói là nhất diệt, nhất lửa, mà chúng ta phải tưởng tượng như ở trên là có cái gì đầy lửa, thành nó diệt, nó tắt hết, rồi là diệt. Thì bồ diệt phồn thể thì có ba chấm thủy nữa, lấy nước mà quăng vô lửa, tạt vô lửa thì là diệt, vừa đầy lại, vừa lấy nước bỏ vào. À, đó lần trước chúng ta học tới đó. Và bây giờ tới chữ tiếp theo. Giờ chữ tiếp theo chúng ta thấy như thế nào? Chữ trên là chữ gì ạ? Tiểu, dưới là đại. Bây giờ một cái gì mà chúng ta thấy dưới là lớn, đi lên là nhỏ nhỏ. Tất nhiên là ta muốn nói cái gì? Là chữ tim, có nghĩa là nhọn. Thì cái âm tim này đối với chúng ta hơi khó vì tim. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng như là cái kim chích thì nó nhọn, thì chúng ta mới học được cái âm này. Nhưng mà hiểu thì chúng ta sẽ hiểu, giống như cái bút chì, ở dưới nó nhọn, ở trên dưới nó lớn, trên cái đầu nó nhỏ lần lần, thì tất nhiên là tim, cái đầu nhọn. À, đây là chữ tim, là nhọn. Cái gì lớn rồi nhỏ dần dần lên thì sẽ nhọn cái đầu, và chúng ta thấy. Và tới một chữ khác. Và ở trên là chữ gì ạ? Tiểu, và dưới là thổ, là đất. Mà đất nhỏ thì có nghĩa là gì? Nhà bụi, tất nhiên là trần. À, như vậy là cái phần hội ý là đã hết. Qua cái phần mà tuy là gọi là đưa trong phần hội ý, nhưng mà thật ra nó không phải là hội ý. Đáng lẽ đưa cái phần này ra phụ lục, mà phụ lục thì nó lại không có sát với cái phần này, cho nên đưa vào trong đây luôn. Tất nhiên là ngoài những cách phân tích ở trên, chúng ta thấy tiếng Hán. Nếu mà mình phân tích như là phần hội ý vừa qua, chúng ta sẽ thấy tiếng Hán sẽ dễ học hơn. Bằng cách là nhìn một chữ Hán, không phải là chúng ta phân tích theo như bài giảng viên đưa cho mình, mà chúng ta có thể tự mình phân tích, có thể là không phải là đúng với ý của người tạo ra cái chữ đó.
Nhưng mà khi chúng ta phân tích như vậy, chúng ta cảm thấy nó dễ học và chúng ta cứ phân tích. Thì đây đưa ra mười mấy chữ này chỉ là tượng trưng thôi. Nghĩa là qua cách phân tích hội ý, vừa hiểu được chữ, vừa làm cho chữ Hán dễ học. Một chữ mà chúng ta có thể học hành 2, từ đó hành 3. Ví dụ chữ này chúng ta đã học rồi, tiểu. Còn nếu chưa học thì chúng ta học chữ nào? Thứ nhất là tiểu, có nghĩa là nhỏ. Ở dưới có nghĩa là thổ, có nghĩa là đất, là cát. Đất cát mà nhỏ, tất nhiên là bụi, tất nhiên đây là chữ trần. Đó là chúng ta học được 3 chữ. Và cái phần tiếp theo chính là phần thuộc về thơ. Nghĩa là dùng những câu thơ để chúng ta biến cái chữ Hán thành dễ học. À, đây là trần phồn thể. Thì trước khi đi vào cái phần thơ thì chúng ta ôn lại gọi là những cái chữ nằm trong hội ý để đừng để quên. Thì chúng ta xem cái chữ hội ý này gồm có tất cả bao nhiêu chữ. Dạ, bao nhiêu chữ ạ? Dạ, 23 chữ. Bây giờ chúng ta đọc từng câu để chúng ta xem thử nhớ ôn tại lớp. Dạ, xin mời lớp đọc ạ. Thái, An, Hảo, Minh, Bổn Chúng. Này chữ khu, khu, tính, tù, não, tim. Chữ này hơi khó nhớ, chúng ta phải nhớ như cái kim, tim như cái kim. Tim, trần. Yeah. Thì 23 chữ. Thì 23 chữ này, thì cái phần này là cũng là trình bày xong cái phần này thì chúng ta sẽ giải thích cái phần bài tập thứ năm. Chúng ta nhớ là 23 chữ về phải thuộc lòng Thái, An, Hảo, Minh, Bổn Chúng, vân vân. Mà không phải là thuộc lòng để chúng ta thuộc cho như là một bài thơ, mà chúng ta phải nhìn làm sao chúng ta chữ hội ý là chúng ta ráp những chữ này vô. Ý thuộc lòng là như vậy. Hoặc là chúng ta nhìn tất cả những cái chữ hội ý, hình thanh, chỉ sự, rồi tượng hình, vân vân, xếp lộn xộn, rồi chúng ta rút ra làm sao mỗi cái phần chúng ta để chữ cho đúng. Thì đây gọi là phần thơ. Nghĩa là chính những cái phần thơ này mà xưa ông cha ta phải nói học tiếng Hán cũng cảm thấy rằng có vần, có điệu và dễ học hơn. Như chữ này là chữ Đức. Chúng ta nhìn chữ Đức như thế nào? Thì cái bộ bên tay trái chúng ta chưa học đến, gọi là bộ xích. Thì cái người xưa nói là cái gì ạ? Là chim chích. Rồi cái chữ bên tay phải chúng ta nhìn thấy là chữ đầu tiên là cái gì ạ? Thập. Mặc dù viết hơi xéo nhưng mà cũng ra là thập. Rồi dưới là chữ gì ạ? Dạ. Chữ này nó giống như chữ mục nằm ngang, nhưng mà ông cha ta nói là đây là chữ tứ thì cũng được, vì chữ tứ có nghĩa là biên từ này đi ra. Và dưới nữa nhất, và dưới nữa là tâm. Thì từ đó sẽ có một câu thơ để cho chúng ta học cho dễ, là chim trích là cái chữ này, bộ xích, mà đầu cành tre, thập trên, tứ dưới, nhất đề, chữ tâm, thì nó sẽ ra chữ Đức. Yeah. Chim chích là chúng ta biết hai cái chữ này, chữ gọi là xích nghĩa là đi, nhưng bây giờ biến hình ra là chim trích mà đầu cành tre để tượng trưng cho cái bộ này. Thập trên, tứ dưới, nhất đề, chữ tâm, thì chính là cái câu, cái chữ hôm nay chúng ta thấy như thế này. Chim trích mà đầu cành tre, thập trên, tứ dưới, nhất đề, chữ tâm. Làm vậy chúng ta sẽ biết là chữ gì? Là chữ Đức. Và tiếp theo là chữ Hiếu. Chữ Hiếu thì chúng ta thấy là có chữ gì ở trên ạ? Một thổ. Rồi có dấu chữ gì ạ? Dấu phẩy là dưới chữ tử. Thổ với phẩy với tử. Thì có Hiếu có liên quan gì tới bộ thổ hay không? Thật ra bộ thổ này là viết tắt
của chữ lão ở trên, cho nên là còn chỉ một phần thôi. Thật ra chữ hiếu là thiếu chữ. Nhưng mà nếu câu thơ thì chúng ta sẽ có câu thơ như thế này: đất này là đất bùn ao, là chữ thổ. Ai cắm cây sao, sao lại chẳng ngay. Đây, một phẩy, chúng ta thấy như cây sào mà nó xéo như này là chẳng ngay. Rồi, con ai mà đứng ở đây, con ai mà đứng ở đây chính là chữ tử. Rồi, đứng thì chẳng đứng, vịnh ngay cây sào hay là vịnh ngay vào sào. Như vậy sẽ ra chữ hiếu. Như vậy với cái chữ thơ này bắt chúng ta phải thêm một phần học. Nhưng mà học rồi chúng ta sau này, chúng ta đọc những câu thơ ra chúng ta thấy ở đọc lên nghe cũng hay lắm. Đất này là đất bùn ao, ai cắm cây sào, trong đây sao lại chẳng ngay, chúng ta làm sao mà chúng ta diễn dịch cũng được. Ai cắm cây sào, rồi cắm mà không ngay gì đó, nghĩa là sao chúng ta làm sao ra câu thơ của mình cũng được. Thậm chí bây giờ nếu mà có một cái bài thì sợ rằng lớp chúng ta không phải lớp hành thơ mà biến hành thơ thì cũng không hay. Nghĩa là từ chúng ta tự cho ra vài từ, tự làm thơ thì cũng rất là hay. Rồi con ai mà đứng ở đây, đứng thì chẳng đứng mà sao, vịnh ngay cái cây sào, nghĩa là xá cái dấu phẩy này, thì chúng ta sẽ ra chữ hiếu. Ở đây là thuộc về thơ. Còn một cái phần khác hội ý thì chúng ta biết phần làm con cháu phải biết hiếu thảo, vì cái chữ này viết tắt của chữ lão. Nên trong bài chúng ta không có, là thiếu cái phần này. Như vậy cái chữ mà ở trên thổ rồi phẩy một cái chính là viết tắt của chữ lão. Chữ lão ở trên, người con đứng ở dưới, có nghĩa là con cái. Như chúng ta nói cái đầu để thờ ông bà cha mẹ, tất nhiên là con cái phải biết hiếu kính người lớn, tức ông bà cha mẹ. Là đây là chữ hiếu. Là mấy chữ này thì đúng là chưa học đến phải không ạ? Giờ từ chữ hiếu chúng ta sẽ có một từ, mà một số từ như là gì đây ạ? Bất hiếu, hiếu đạo. Là đây nữa, hiếu hành, hiếu tử. Giờ tới chữ chương. Giờ chữ chương thì chúng ta cũng có một câu không có ra thơ, nhưng mà nó cũng là giúp cho chúng ta dễ học. Là chữ lập ở trên, đập xuống chữ gì ạ? À? Chữ viết. Rồi chữ viết thì đập chữ thập ha? Cũng là một câu để chúng ta nhìn, để chúng ta học. Còn nếu đây là hội ý thì chúng ta làm sao để ra hội ý thì chưa biết. Nhưng mà cách học này chúng ta sẽ thấy là chữ thập, không quên chữ lập ở trên chữ viết, và chữ viết ở trên chữ thập. Còn chúng ta dùng chữ đập cũng được, nghĩa là chúng ta làm sao mà biến thành một từ, một cái câu văn để chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như chúng ta nói chữ lập ở trên chữ viết cũng được, chứ không phải nói là đập chi. Chữ lập ở trên chữ viết, rồi chữ viết ở trên chữ thập, phải ra chữ gì? Chữ chương. Ra chữ thời. Chữ thời bên tay trái là bộ gì ạ? Nhật. À, bên tay phải là chữ tự. Thì giờ chúng ta nghiên cứu làm sao mà nói một câu để ra chữ thời. Dạ, mặt trời đã xế về chùa thì câu nằm trong sách. Người ta thì mặt trời đã xế về Tây thì bây giờ nói mặt trời đã xế về chùa. Hoặc là chúng ta nói mặt trời thì đứng sát ngôi chùa cũng được, miễn sao chúng ta ra hành chữ thời. Câu của người ta là mặt trời đã xế về chùa, bây giờ chúng ta là mặt trời thì đứng sát ngôi chùa thì cũng ra chữ này, chữ thời. Và chữ tư. Và tư thì trên là chữ gì? Điền. Dưới là hồ tâm. Ruộng kia ai cất lên cao, nửa vầng trăng khuyết ba sao giữa trời. Thì nửa vầng trăng khuyết ba sao giữa trời là nói cho chữ tâm. Thì bây giờ ruộng kia ai để trên cao, chứ không phải ai cắt trên cao làm chi. Ruộng kia ai để trên cao, rồi dưới chúng ta miễn sao nó ra hành chữ tâm là được. Ra hành chữ gì? Chữ tư. Thì đây ta nói là học chữ Hán bằng thơ. Thì thơ thì nó sẽ có vần, chúng ta thấy vần ở chỗ nào? Cao với là sao. Dạ mời thầy. Dạ chương nghĩa là một cái bài văn thì nó có chương thầy. Dạ chương tiết. Dạ
Dạ, chương phần, dạ chương tiết. Nhất là trong bài là có chương, rồi sẽ có tiết. Như là chúng ta nói là bài chúng ta có 3 chương. Rồi mở đề, nội dung và kết luận. Thì trong cái phần mà văn chữ Hán, chúng ta sẽ có cái chữ chương này, có nghĩa là chương và có nghĩa như là một cái bài bình thường, như là văn chương, thì như một cái bài văn vậy thôi. Còn thời thì dễ rồi, là thời gian. Và còn chữ tưởng thì chữ tưởng này là câu thơ cũng rất là hay. Và chữ tưởng nếu chia ra thì chúng ta thấy ở trên là chữ tương, dưới là bộ tâm. Còn chia ra nữa thì chúng ta thấy bên trái là bộ mục, bộ mộc, bên phải là bộ mục, nghĩa là cây. Mục là con mắt và tâm. Thì có câu thơ như thế này: tựa cây mỏi mắt chờ trông. À, tựa cây là cái đây, mỏi mắt là đây, mục. Tựa cây mỏi mắt chờ mong. Từng này thôi là ra chữ tương hoặc là tướng. Này hai âm đọc ở trên là tương hoặc là tướng. Như vậy một chữ này chúng ta thấy chúng ta học được bao nhiêu chữ trong đây? Mộc, mục, tâm là 3 chữ. Rồi hai chữ ở trên kết hợp lại với nhau là tương hoặc là tướng là 4 chữ. Rồi kết hợp lại 3 chữ này là ra chữ tưởng, một từ mà biến hành 5 chữ. Người nơi xa ấy trong lòng có hay. Đó thành ra là chữ tưởng. Thì đó là cái phần thơ. Và học kỳ 4 học bằng thơ thì kỳ này tệ cũng tổng kết lại là gồm có 6 chữ: đức, hiếu, chương, thời, tư, tưởng. Trong bài thì chúng ta thấy chữ tưởng đứng trước, thì kỳ này tệ xếp ra sau cho đọc thành tư tưởng luôn. Đức, hiếu, chương, thời, tư tưởng là học bằng thơ. Rồi một cách khác, cách này thì không phải thi, nhưng mà kỳ này gọi là đưa mới vào một cách học mà chúng ta lấy một từ mà chúng ta sẽ học được nhiều ở chỗ nào. An, chữ này là an, nữ, khứ. Trong cái chữ an này mà bộ nữ đi, chữ an này bộ nữ đi, thủy là con heo vào thì biến thành chữ gia, chúng ta thấy đúng không ạ? Và đây an, bộ nữ ở dưới đi, chúng ta đưa bộ thủy là con heo vào thì tự nhiên nó trở thành chữ gia là nhà. Và đây cũng là một cách học rất là hay, nhưng mà cái này chỉ là đưa để mà chúng ta làm tài liệu tham khảo, cho nên thi thì chưa có mấy cái này. Và tiếp theo một câu thơ khác, chúng ta đọc bên này được nhiều chữ rồi đó: tù nhân vương, được 3 chữ. Tù nhân xuất. Trong cái chữ tù này, cái người, cái nhân ở trong đây xuất ra. Rồi chữ vương vô đây, thành ra chữ gì? Thành ra chữ quốc. Rồi đây là cách viết chữ quốc, 3 chữ đều được. Mà rõ ràng cái chữ đây chính là trong câu thơ chúng ta, nghĩa là bộ nhân trong đây lấy ra, đưa bộ vương vào, thành ra là quốc. Là một câu khác. Thì câu này chúng ta thấy chúng ta biết được mấy chữ: sơn, thạch, cổ, mộc. Sơn với thạch hay biến thành nham, rồi cổ với mộc biến thành khô. Sơn, thạch, nham, tiền, nghĩa là trước cái núi. Và cái núi gì? Có cái cây gọi là cây khô mà nó xa xưa, nghĩa là thành cổ thụ rồi. Thế như vậy từ hai chữ sơn, thạch nối nhau thành chữ nham, rồi chữ mộc nối với chữ cổ thành ra là khô. Đây cũng là một cách học. Và như vậy là chúng ta đã qua cái phần hội ý và một số câu thơ. Giờ chúng ta qua phần hình thanh. Hình thanh là một cách cấu tạo chữ Hán mà người ta đánh giá là nhiều nhất, nghĩa là phần đông chữ Hán sẽ được tạo ra
bằng chữ hình thanh này. Thì trong bài chúng ta sẽ học hình chữ hồ. Như vậy định nghĩa là một yếu tố ghi âm thanh, một yếu tố ghi nghĩa, một cái phần gọi là thanh âm đọc, một cái phần là nghĩa. Chúng ta sẽ đi vào một cái từ chúng ta sẽ biết được. Và đây là chữ hồ. Quá trời, nhưng mà học thì quá trời, giảng viên cũng mệt, nhưng mà làm việc thì chúng ta lại khỏe ở chỗ nào? Nghĩa chúng ta đi kiếm cái chữ nào mà đã có cái chữ giống như thế này, là chúng ta đưa vào cái phần nào hình thanh là xong. Nhiệm vụ học viên thì đơn giản, mà giảng viên thì phải đi kiếm cái từ nào mà đã có cái chữ nào mà đó mà nó thấy ý nghĩa để trình bày với học viên. Còn khi làm bài tập này, chúng ta thấy dễ là ở chỗ nào? Phần hình thanh. Chúng ta sẽ kiếm cái chữ nào là có bộ nào ở đây? Cổ và nguyệt, hai chữ này đọc lại là hồ. Chữ nào mà cứ giống như thế này, chúng ta đưa hết vào trong cái lục thư thứ tư. Hình thanh là chúng ta gọi là có điểm ở phần này. Còn cái phần thứ hai của cái phần hình thanh thì chỉ là cung cấp cho lớp, chứ không có thi tới cái phần cái chữ thanh đó. Thì bây giờ chúng ta thấy cái chữ này đọc là hồ. Giờ chúng ta chưa biết ý nghĩa của những chữ này. Giờ tề chỉ nói là cái bộ, rồi chúng ta sẽ đoán ra cái chữ gì. Chữ thứ hai, cái chữ này cũng là hồ, mà chúng ta thấy có bộ gì bên cạnh? Là nước. Như vậy chữ này có nghĩa là gì đấy ạ? Hồ nước, ao hồ. Rồi chữ thứ hai, chữ thứ ba, chúng ta thấy cái bộ gần bên là bộ trùng. Là nó có nghĩa là gì ạ? Và nó sẽ liên quan tới cái gì mà thuộc về sâu bọ côn trùng. Dù chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta sẽ biết có liên quan tới cái gì là sâu bọ côn trùng. Chữ tiếp theo là chữ này. Thì chúng ta có bộ thảo ở trên. Thì chúng ta thấy nó sẽ liên quan tới cái gì? Thuộc về cây cối. Rồi chữ tiếp theo nữa, nó liên quan tới bộ mễ là gạo. Thế vậy sẽ liên quan tới cái bộ gì thuộc về mễ gạo. Chữ tiếp theo là bộ gì đây ạ? Dạ, bộ vương. Nhưng mà thật này bộ này chính là bộ ngọc. Hồi xưa ngọc với vương nhiều khi ta biên cũng có cái phần gọi là thông trạc, có nghĩa là mường lẫn nhau. Nhiều khi chữ này là vương, nhưng mà khi mà hỏi bộ thì ta nói chính là bộ ngọc. Và chữ cuối cùng bộ gì ạ? Nhà bộ hỏa, chúng ta đã học rồi, thì liên quan tới lửa. Như vậy bây giờ không cần biết ý nghĩa, mà bài tập chúng ta chỉ yêu cầu lượm những cái chữ nào nó gần giống như chữ hồ đưa vào. Ta nghĩ cái phần này không khó. Mặc dầu thấy nét chữ thì cả chùm, rồi nghĩa thì cũng biết nghĩa gì, nhưng mà làm bài tập thì không khó là ở chỗ đó. Giờ chúng ta đi vào từng từ để chúng ta xem. Đó, như chữ hồ là ao hồ, là liên quan tới bộ nước, ba chấm thủy. Thì cái này liên quan tới bộ trùng, thì ra là con bướm. Nghĩa là nhớ con bướm cũng được, mà không nhớ cũng xong. Có nghĩa là nó chỉ là liên quan tới bộ trùng. Thì yêu cầu cách học này như vậy. Rồi cái bộ mà có chữ thảo thì liên quan tới cây cối, thì đó là cái hồ lô, trái bầu. Chính đây là hồ lô. Rồi liên quan tới bộ mễ thì cái này cũng có rất là nhiều ý nghĩa. Mà ý nghĩa mà liên quan đó như là hồ để dán, hoặc là cháo tương bột để ăn. Rõ ràng bộ mễ nó liên quan tới gạo. Và cái bài chúng ta có chữ hồ đồ, có nghĩa là lộn xộn, lôi thôi, không có rõ ràng chấm lắm, thì ta gọi là hồ đồ, hỗn độn. Chính là cái chữ hồ này. Nghĩa là chúng ta nấu cháo hay là nấu hồ mà nó ra nhão nhẹt, thì nhiều khi chúng ta cũng thấy là nó cũng gì nữa. Và nhân đây chữ hồ. Và tiếp theo là chữ này là chữ gì ạ? Chúng ta thấy có bộ vương, nhưng mà đây nếu mà tra chúng ta sẽ biết rằng đây là bộ ngọc. Thì nó thuộc về cái gì liên quan tới ngọc? Và đây là san hô.
Còn một cái âm hồ là cái bát đựng đĩa xôi để cúng tế thì nó cũng có liên quan tới bộ ngọc này chứ phải không? Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng san hô thì hay hơn. Nó là một cái loại mà chúng ta đã biết rồi. Nó ở trong nước mà nó kết tủa lại, nó hình ra một cái hình rất là đẹp, người ta dùng làm đồ trang sức. Thì còn cái chữ này có bộ lửa, bộ hỏa, thì chúng ta mường tượng ra nó liên quan tới cái gì? Là cháy khét. Đó. Như vậy là giảng viên kiếm một số chữ, chúng ta nhìn thấy thì thấy hơi ớn quá trời chữ, nhiều quá. Nhưng mà thật ra khi mà làm bài tập này chúng ta lại không thấy khó. Thì khi mà làm bài tập chúng ta sẽ thấy. Thì cái phần thứ hai, thì cái phần này chỉ giới thiệu nhưng mà không đưa vào trong nội dung thi. Giờ chúng ta nhìn thấy một chữ khác, cho nên chúng ta mới thấy là hình thanh là một cách tạo chữ rất là nhiều, chính là như thế này. Hồi nãy một chữ hồ, bây giờ là chữ thanh, là màu xanh. Giờ chúng ta thấy có thêm ba chấm thủy, bộ ngôn, bộ tâm, bộ nhật, bộ mộc, bộ mễ, bộ thảo, bộ lập, rồi chữ thanh bên đây, rồi bộ tỉnh bên đây, rồi đây bộ ngư. Thì cách đọc ở đây không phải là chỉ một âm hồ thôi, như là chữ hồ hồi nãy. Thì đây không phải là một âm thanh mà nó có rất là nhiều âm. Nên chữ này phải nói dùng hình thanh cũng chưa có phải là chính xác, nhưng mà nó cũng tương đương với hình thanh. Vì chúng ta thấy tất cả đều có cái chữ thanh này bên cạnh, nhưng mà tùy theo cái bộ mà nó khác. Ví dụ chữ thanh này là màu xanh, còn chữ thanh mà có ba chấm thủy thì chúng ta thấy nó liên quan tới cái gì? Thanh này là trong, là nước hay nước trong, hoặc là thanh tịnh, là chính là chữ thanh này, trong sạch. Rồi tới bộ ngôn. Bộ ngôn là chữ gì ạ? Thì cái này không phải yêu cầu chúng ta nhớ nghĩa hay nhớ từ hay gì cả, mà khi học như thế này chúng ta thấy đây cũng là một cách học làm chúng ta phong phú cái vốn từ vựng. Từ một chữ thanh thêm ba chấm thủy cũng là chữ thanh, thêm bộ ngôn biến thành chữ thỉnh. Chữ thỉnh có nghĩa là thỉnh mời, cầu xin, là chữ thỉnh này. Rồi bây giờ tới bộ tâm, phải liên quan cái gì thuộc về tình cảm, thuộc về tâm, thì cái chữ này sẽ đọc là tình, nghĩa là tình cảm. Rồi cũng một chữ thanh thêm bộ nhật biến thành chữ gì? Liên quan tới mặt trời, có nghĩa là tạnh. Tình có nghĩa là tạnh. Rồi cũng một chữ khác liên quan tới bộ gì đây? Bộ mục, thì nó biến thành con ngươi. Con ngươi ở trong con mắt của mình. Rồi chỗ này bộ mễ, hồi nãy là gì đó, hồ dáng. Bây giờ nó không phải là hồ dáng mà nó biến thành là tinh, tinh túy, gạo giả, trắng, thuần, sạch, tốt, đẹp. Chữ này là tinh hoa, tinh túy cũng là chữ này. Thì chữ này là không có, không có cái gì. Hồi bữa có thầy hỏi làm cái phần mềm này như thế nào. Thầy xin thưa, phần mềm mà chúng ta có thể xài thử. Và khi xài thử như thế này, nó hiện những cái chữ ở sau lưng như thế này. Thì mấy thầy, mấy cô thấy chưa? Phần mềm này nó họ cũng cho mình xài thử một tháng. Nhưng mình khi mình tạo chữ xong rồi thì đằng sau chữ nó sẽ có Estro-KE. Cái chữ này chính là cái phần mềm tên nó là Estro. Và trong nó cũng là cái trang mạng của nó nằm ở trên đây. Nghĩa là phần mềm này chưa có bản quyền. Thì khi xưa mà thầy kiếm phần mềm này để mà trình bày cho khóa 1, khóa 2 thì đó là chưa có mua. Cho nên những cái chữ này phải nói rằng nó rất là nặng. Và chữ nó xấu như thế này, nó chữ nó đằng sau nó hiện đủ thứ chữ. Còn chúng ta thấy chữ ở trên như thế nào rất là đẹp. Mà chữ này là chúng ta biết chưa có bản quyền. Thì đó, nếu mà chưa có bản quyền, chúng ta lên cái trang mạng này lót xuống thì họ cũng cho chúng ta xài một tháng. Nhưng mà khi tạo chữ, cái chữ nặng, ví dụ một cái chữ bình thường như 20
ký, 30 ký thì chữ này phải là mấy trăm ký, nó nặng, cái file nó nặng hơn. Và cái chữ này có bộ thảo ở trên cho nên nó sẽ liên quan tới rau cải. Cũng đọc là tinh. Và chữ này là tĩnh, đứng yên, đứng vững, gọi là tĩnh. Rồi chữ này thì rõ ràng nó liên quan tới con cá. Đó là cá ngừ vân vân. Như vậy chúng ta thấy cách học chữ Hán, một từ mà có thể nối tiếp vào nhiều từ để thành từ khác nhau. Như vậy cũng nhắc lại lần nữa thì cái phần chữ thanh này thì không thi, chúng ta chú ý cái phần chữ hồ. Chúng ta qua cái phần chuyển chú. Chuyển chú định nghĩa là gì? Từ nghĩa chính của một chữ suy ra cái nghĩa có liên quan. Ví dụ chữ nhật, chúng ta học là hình thanh là mặt trời. Bây giờ là sẽ chuyển qua một cái từ có ý nghĩa tương quan hay liên quan thì chính là gì? Chính là ngày. Nhật là mặt trời. Thì mặt trời chúng ta thấy rằng một ngày từ phía đông nó chuyển qua phía tây và sau đó đi vào ban đêm. Cho nên chữ nhật nó xuất hiện trong ngày và từ đó dùng chữ nhật để thế cho chữ ngày. Đây là chúng ta nói theo cái hiện tượng, có nghĩa là mặt trời xoay vòng vòng trái đất, chứ thật ra là trái đất xoay chung quanh mặt trời. À đây là chữ ngày. Rồi chữ thứ hai là chữ nguyệt. Thì chữ nguyệt có nghĩa là mặt trăng. Thì mặt trăng là ban đêm. Nhưng mà ban đêm cứ tối là có ánh trăng. Rồi từ ánh trăng tròn cho tới ánh trăng khuyết thì người ta để ý nó là có liên quan tới tháng. Cho nên chữ nguyệt sẽ chuyển ra thành là tháng. Rồi chữ thượng. Thượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trên. Và người ta dùng nó để chuyển chú một cách khác, có nghĩa là đi lên trên. Và cách đọc không phải là thượng nữa, mà sẽ đọc là thướng. Thì khi vào bài học kỳ 3, kỳ 4 chúng ta sẽ tiếp xúc với từ này. Thì tương tự, chữ hạ có nghĩa là gì? Dưới. Thì bây giờ chuyển thành động từ đi xuống dưới, thì đọc là hạ mà có nghĩa đi xuống dưới. Thì cái cách này ta gọi là chuyển chú, mà cũng có thể gọi là một từ có nhiều nghĩa. Nghĩa một từ có nghĩa là trên, cũng có nghĩa là đi lên trên. Như vậy theo lục thư nó là chuyển chú, mà theo từ loại thì nó có nhiều nghĩa. Và như thế này chúng ta đọc như thế nào ạ? Cũng là hai chữ sơn thượng, thượng sơn. Này chúng ta sẽ dịch như thế nào và đọc như thế nào? Sơn thượng có nghĩa là sao? Trên núi. Vậy chữ thứ hai thượng sơn là sao? À, lên núi. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái rồi thì không đọc là thượng sơn nữa mà đọc là thượng sơn. Cũng là hai chữ giống hệt nhau, sơn thượng, thượng sơn. Nhưng mà nếu chúng ta đã hiểu trên núi, còn cái này là gì? Lên núi. Mà lên núi rồi phải đọc là thượng sơn. Thì chữ dưới cũng là tương tự như vậy. Sơn gì ạ? Sơn hạ. Rồi hạ sơn. Rồi sơn hạ là sao? Sơn hạ dưới núi. Còn hạ sơn là xuống núi. Thì chúng ta chữ hạ này chúng ta ít khi đổi giọng, chúng ta có nói là hạ sơn, chứ đúng là phải đọc là há sơn, nghĩa là xuống núi. Thì chữ hạ sơn này hiện giờ có rất là nhiều nghĩa. Một người là đang ăn chay, bây giờ chuyển qua ăn mặn thì cũng nói là xuống núi rồi. Rồi đầu tiên mới nghe cũng chưa hiểu, ủa xuống núi là gì? Nói hồi xưa con ăn chay, bây giờ mấy bữa nay gia đình như thế nào đó thì con trở lại ăn mặn. Rồi nhiều khi có những cái việc mà mình thối chuyển cũng là dùng danh từ này, xuống núi rồi, ý là hạ sơn này. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cách chuyển chú này. Sơn hạ với hạ sơn là ít dùng chữ há, nhưng đúng là phải đọc là há. Nhưng mà sơn thượng với là thượng sơn là ta đọc thướng. Đó là hai nghĩa. Chữ y nghĩa là quần áo, y phục, và chuyển thành mặc áo. Cái này như trong bài không có, biết trong bài tập bài thi có không?
Trong bài thì có chữ lão với khảo, 12 ngày này không hay lắm, thì cho thêm chữ y với ý. Y có nghĩa là y phục, quần áo, nhưng mà khi chuyển chú để thành một cái nghĩa khác thì thành ra là động từ, nghĩa là mặc áo cho người khác hay là mặc áo, tự mình mặc áo. Như chữ này, câu này đây là giải. Giải có nghĩa là cởi ra, giải có nghĩa là giải thoát, ở trong đây giải y có nghĩa là cởi ra. Thì chữ này chúng ta sẽ dịch như thế nào? Giải y là sao nữa ạ? Như đã nói là chuyển chú, cho nên giờ chúng ta phải kiếm cái từ nào mà chuyển chú cho có ý nghĩa. Tất nhiên là mở, cởi áo quần hay là cởi y phục ra để cho người khác. Tất nhiên ở đây chúng ta biết y này có nghĩa là một là cái áo khoác, hai là cái áo đang mặc trong người. Mà khi gặp người bệnh hoạn hay là tai nạn thì chúng ta mở y để chi? Để mặc cho người. À, chính là giải y, ý nhân. Còn nếu mà chúng ta không biết được chuyển chú này, chúng ta ủa giải y, y nhân thì giờ chúng ta sẽ hiểu ủa giải y. Giải y có nghĩa là cởi áo. Còn y nhân này là gì? Y là y phục, mà nhân là người, rồi cởi y phục, cởi áo, rồi y phục người không hiểu. Thì học qua phần chuyển chú này, gặp những câu này thì lẽ là do cái ý nhân. Và như vậy là cái phần chuyển chú tất cả là 7 chữ, nhưng mà 2 chữ thì bôi đỏ, có nghĩa là 2 chữ này mặc dầu có đưa trong giáo án nhưng mà sẽ không đưa trong cái bài nội dung kiểm tra cũng như nội dung thi. Còn bài ý, chữ ý thì hồi chúng ta làm xem có hay không. Và qua cái phần thứ 6 là phần giả tá. Giả tá này có nghĩa là gì ạ? Giả là giả hay là giả có nghĩa gì? Và giả tá này có nghĩa là mượn. Chữ giả này cũng có nghĩa là mượn, mà tá này cũng có nghĩa là mượn. Nghĩa là mượn một chữ có sẵn để thay cho từ mới xuất hiện sau này. Nghĩa là chữ đầu tiên người ta đặt tạo ra cái từ đó không phải có nghĩa đó, nhưng mà sau đó mượn luôn, thay thế vô cho một cái từ khác. Thì hai cái phần chuyển chú giả tá này dường như là gần hơi hơi giống nhau. Ví dụ như chữ trường là dài, trường là dài, và sau đó ta mượn để thế cho chữ trưởng có nghĩa là lớn. Thì cái phần này cũng không khó. Một số từ là đây là chữ trưởng. Chữ này học chưa? Xanh. Chữ đây vừa nói lão. Chữ này chúng ta đọc trường hay trưởng ạ? Trưởng lão hay là trường 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 xanh hay là trưởng xanh? À, trường xanh. Và chữ tiếp theo là trường xanh bất lão. Hoặc là tại cái từ này đối với chúng ta quen rồi, cho nếu từ mà chưa quen thì chúng ta biết là trường hay trưởng. Và câu dưới tiếp theo chúng ta đọc trường hay là trưởng? Chữ này là lão, chữ này là giả, chữ này là tử. Trường lão hay là trưởng lão? Và chữ thứ hai, chữ thứ ba, à, đó là như vậy. Nghĩa là đầu tiên là âm trường, bây giờ biến thành âm trưởng. Trường là dài, mà trưởng là lớn, thành trưởng. Thì khi mà tôi trình bày như vậy thì có một số vị cũng thắc mắc làm sao biết đọc trưởng, làm sao biết đọc trường. Thì không phải là từ này từ khác, nhưng mà tôi nói bây giờ phải học tiếng Hán nhiều lên thì mình mới biết được. Chứ nhìn là hai chữ giống nhau, bây giờ mình đọc trường lão là thấy nó không được, đọc là trưởng lão. Nhưng mà có nhiều âm sau này tiếp xúc chúng ta sẽ thấy rằng không biết đọc âm nào, dù chúng ta biết rằng có hai âm đọc, chứ không phải bây giờ chiếu lên như thế này là chúng ta dễ biết, dễ nhận ra. Trường xanh, trường xanh bất lão. Trưởng lão, trưởng giả, trưởng tử. Vì đây không thể đọc là gì trưởng xanh, này phải là xanh trưởng chứ không phải trưởng xanh. Rồi trưởng xanh bất lão, Việt Nam chúng ta cũng biết sử dụng đến. Rồi đây trường lão cũng không nghe, như vậy chỉ nghe là trưởng lão. Rồi chữ hảo có nghĩa là tốt. Bây giờ biến thành hiếu, động từ có nghĩa là ưa thích. Cùng là một chữ
Nhưng bây giờ nó biến cái nghĩa đi, mượn cái nghĩa hảo, tốt, biến thành ưa thích. Thì bây giờ chúng ta xem thử từ nào là hảo, từ nào là thích. Thì chữ này là hiếu hay là hảo ạ? À? An hảo hay an hiếu ạ? À? Dạ, hòa hiếu hay là hòa hảo? Thì cái chữ này vừa hảo mà cũng ta cũng nghe là hòa hiếu nữa. Rồi cái chữ cuối cùng, hảo nhân hay là hiếu nhân? Đáng lẽ là đưa hảo tâm vô đây hay hơn. Hảo tâm là lòng tốt, hảo nhân là người tốt. Rồi hai chữ dưới theo, hảo học, hảo sanh hay là cái gì ạ? À, chữ này chúng ta sẽ đọc là hiếu học, hiếu sanh. Người đó học rất là chăm chỉ, siêng năng và có cái tinh thần học tập, ta gọi người đó rất là hiếu học, nghĩa là ưa thích học tập. Sanh là gì? Sinh mạng, mạng sống. Hiếu sanh có nghĩa là người đó có cái sự gọi là thương mến, bảo hộ và trân trọng mạng sống, ta gọi là hiếu sanh. Và tới chữ hòa. Hòa với chữ hòa có nghĩa là từ hòa. Ví dụ như là bất hòa hoặc là sướng hòa. Từ chữ hòa mà ra thành chữ hòa, ta gọi là gì? Giả tá. Mượn cái chữ này đưa qua chữ kia. À, đây là chữ hòa, ra thành chữ hòa. À, chữ tiếp theo là chữ lệnh. Chữ lệnh là hiệu lệnh, đưa ra thành huyền lệnh. À, đây là chữ lệnh. Và tiếp theo là chữ khác là chữ ly. Chữ ly có nghĩa là, đầu tiên có nghĩa là con chim, tên của con chim. Và sau đó dùng nó có nghĩa là gì? Lìa, ly khai. Ly có nghĩa là ly tán, ly khai. Nghĩa là từ một cái âm gọi là tên của con chim, nó là con chim nhưng mà nó có âm là ly, biến thành là gì? Ly tán. Giống như bây giờ chúng ta nói là hoa ly. Hoa ly thì cũng rất là đẹp, dùng để trưng, để cúng Phật hay là trang trí những buổi lễ. Nhưng bây giờ những cái nhà phong thủy người ta lên mạng, ta viết bài, không biết là lớp chúng ta đọc chưa, nghĩa là ly này là ly tán. Cho nên chúng ta đừng có gọi là trang trí cúng hoa ly, là cúng từ cái chữ ly mà nó ra ly tán. Hay bây giờ ta đề nghị đừng nên cúng, mà đừng nên cúng như vậy là chắc hoa ly là ế. Thì chắc cúng dùng do lắm tang là đúng, qua tài lắm tang là ly, ly tán. Thì chắc lẽ người Trung Quốc cũng vậy, đầu tiên nói chim ly, nhưng mà cuối cùng thấy chữ ly này nó liên quan tới gọi là ly tán, hay là đặt qua bên hành ly tán, ta gọi là mượn ý nghĩa một từ khác. À, đây là ly. Và tới cái chữ tiếp theo là chữ cuối cùng là đạo, là con đường. Đầu ra chữ đạo là muốn nói con đường, nhưng mà sau đó chữ đạo dùng cho đạo đức. Và hiện bây giờ chữ đạo sẽ dùng cho một cái bản thể. Như là chúng ta thấy chữ đạo được giải thích ở trong Phật học phổ thông. Đạo là con đường, đạo là đạo đức, đạo là bản thể, vân vân, chính là chữ đạo này. Như vậy là chúng ta thấy cái phần lục thư chỉ có phần hình thanh, rồi phần hội ý là từ hơi nhiều mà phân tích hơi kỹ, còn mấy cái phần khác chúng ta thấy cũng dễ. Và trong đây người ta nói hình thanh là đặt từ, tạo từ nhiều nhất. Đây thì chưa nói thì đã có một số từ vựng mới đưa vào. Chúng ta thử hơi xem mấy từ này chúng ta đọc được hết không ạ? À? Đại đạo, địa đạo. À, đạo gì ạ? À, đạo lý. Nghĩa là không biết mà chúng ta thấy âm y đây, chúng ta đọc đạo lý không biết phải gì không. Và tiếp, chánh đạo. Từ chữ chánh có chữ bát, chúng ta sẽ ra là bát chánh đạo. Gia đạo, hiếu đạo, lục đạo, nhập đạo, nhân đạo và đạo đức. Như vậy chữ đạo có một số từ cũng rất là hay. Như vậy chữ giả tá thì chúng ta chú ý 6 từ này: trường, trưởng, hảo, hiếu, hòa, hảo, hòa, họa, lên,
cũng là lệnh, ly cũng là ly, đạo cũng là đạo, nhưng mà nghĩa nó khác. Trường là dài, trưởng là gì? Sanh trưởng. Hào là tốt, âm hiếu là gì? Ưa thích. Hòa là hòa hợp, biến thành năm họa. Lên, từ ra lên, biến thành huyền lên. Ly là con chim, tên con chim biến thành ly tán. Đạo con đường biến thành đạo đức. Vậy chúng ta đã học xong vài là phần lục thư. Hồi nãy đang nói cái phần lục thư thì chỉ có bốn loại đầu là phép tạo chữ. Còn chuyển chú và giả tá là phép dùng chữ, bởi vì hai loại này không tạo ra chữ mới. Không tạo ra chữ mới nhưng mà tạo ra cái ý nghĩa mới. Và trong sáu phép này người ta nói chữ mà tạo nhiều nhất là chính là hình thanh. Có nhiều ưu điểm nhất về tạo ra từ rất là nhiều. Thì đó chúng ta xong phần lục thư. Thì phần lục thư thì gồm có bài tập. Bài tập số mấy? Bài tập số 5. Thì nếu mà lớp chúng ta là chính quy thì giờ này sẽ cho làm bài tại lớp. Nhưng bây giờ không phải là chính quy đào tạo từ xa, người có người không, thì thôi giờ chúng ta làm tập thể để cho quen với cái phần bài tập. Đúng không? Phần bài tập đưa cho lớp thì tài soạt theo cái phần gọi là nét bút, nghĩa là nét nào ít thì đứng đầu. Thì chúng ta sẽ thấy cái phần tới gọi là thổ, hạ, thượng, vân vân. Thì cái phần bài tập lần trước cũng có nói sơ, nhưng mà chúng ta chưa có học xong hết, cho nên chúng ta chưa làm hết cái phần này. Thì bây giờ yêu cầu trong cái phần lục thư này, tôi sẽ để cho 6 hàng. Cho nên vì đã để rồi, cho nên không có cái phần lý thuyết. Ví dụ hỏi lục thư là gì là chắc không hỏi rồi. Thì chúng ta an tâm cái phần này thì khỏi học lục thư là gì. Còn bút thuận, chứ có rõ là bút thuận là gì. Rồi chúng ta mới liệt kê ra 11 quy tắc. Cứ một quy tắc là chúng ta có 1.5 điểm, kể cả 3 câu ví dụ, 3 chữ chứ không phải 3 câu. Rồi bút thuận là nét bút, là nét viết thứ tự trong một chữ gì đó, ngắn ngắn từng đó là được 3 điểm. Nên ai mà thiếu định nghĩa là chúng ta mất 3 điểm. Thì cộng lại miễn sao câu đó là 20 điểm. Bây giờ phần nó đang chấm tại trường mới đưa, thì chắc có lẽ là chúng ta phải qua Tết mới có điểm. Giờ là chấm không kịp, nhưng mà cũng đang gọi là cố gắng nếu kịp. Tại vì tuần sau dường như tới giờ tuệ rồi, nếu mà tuần sau nữa thì nhiều khi hy vọng với còn, mà gần quá thì chấm không kịp. Thì cái bài tập sau thì thi phần này đưa sau thì thi vậy. Nghĩa bài tập chúng ta tại đưa cho đó là cái phần này đưa sao thi vậy. Dạ, giờ bài tập thứ 5 thôi à, chứ chưa có tới là thứ 6, thứ 7 à. Nghĩa là chúng ta phải nắm cho bài tập cho kỹ để làm bài. Dạ, viết sao thi vậy. Nghĩa là có sao thi vậy không đổi. Và thậm chí là nhất nhì tam tứ cũng không đổi luôn, thôi để cho lớp dễ nhìn. Còn nếu 6 nữa mất công đưa chữ nhất này đi chạy qua này rồi con nhìn rối loạn lên, thì thôi giữ nguyên. Dạ, thì cái phần này sao thì thi vậy. Quan hệ bây giờ chúng ta phải nhìn chữ nào nó nằm ở chỗ nào. Nếu mà chúng ta nhìn không ra là chúng ta không có điểm. Và phần này chúng ta thấy là đã cho chúng ta 6 cái câu, 6 dòng. Tường hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá. Yêu cầu chúng ta cho biết các chữ đã cho dưới đây thuộc cách cấu tạo nào trong lục thư. Thì lần trước là cái bài tập là 6 cách khác, bây giờ 6 cách khác, cho nên chúng ta hãy đứng đầu tiên là chữ nhất. Thì bây giờ chữ nhất chúng ta sẽ đưa nó trong phần nào ạ? Là chỉ sự. Như vậy là nhất nhị tam là dễ ăn chưa ạ? Nhất nhị tam chỉ sự. Rồi nếu mà chúng ta học thì tùy chúng ta học như thế nào, miễn sao đúng thì thôi. Một là chúng ta thuộc lòng. Ví dụ như chỉ sự gồm có nhất nhị tam, nữa gì nữa, thượng hạ, thì chúng ta kiếm mấy cái chữ thượng hạ chúng ta đưa vào chỉ sự. Còn nếu chúng ta học bằng cách tự do, miễn sao nhìn chữ chúng ta đưa, thì chúng ta không cần thuộc lòng. Rồi như vậy còn chữ thổ thì nó nằm ở đâu? Tượng hình. Thì cách học một như tôi vừa nói là thuộc lòng, thì chúng ta cứ nắm 21 chữ,
Hôm ta để vào. Hai là chúng ta nhìn cái này nó có ra là cái đống đất không, phải chúng ta thấy nó giống cái đống đất như là chiếu lên bữa trước thì chúng ta đưa vào tượng hình. Và bây giờ đây cái chữ này nó có tượng hình không ạ? Có. Chữ tiếp theo có tượng hình không? Tiếp theo. Tiếp theo. Này. Có. Có thì chúng ta xếp vô đâu? Chữ này là hội ý nhất đại vi thiên. Thật ra như tuệ cũng là thương ngay từ đầu, nó không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Khi mà tuệ kiếm những cái từ này cũng có phần từ điển này nọ, kiếm xong có chụp hồi đi tra một quyển sách khác, thì có người ta xếp cái chữ thiên có thể là vào chữ khác. Nhưng bây giờ chúng ta như là học đã đưa vào mặt ước như vậy thôi, chúng ta phải đưa chữ thiên là thành chữ gì? Hồi ý. Chứ chúng ta đừng đưa chữ thiên rồi tượng hình. Rồi vài bữa gặp giảng viên nói là thấy trong từ điển cái ghi tượng hình, thì đó không có kịp để mà giải trình thì giảng viên đã chấm sai. Thì bây giờ chúng ta học xong cái bài này, từ nào chúng ta không đồng ý thì giờ chúng ta bàn trước. Mà không bàn là chúng ta phải chấp nhận những từ này trước đã. Và cứ chấp nhận không đã cho tới ngày đó là thấy sách kia nói vậy thì tệ đồng ý, có sách nói vậy. Ví dụ chữ thiên, tệ nói là hội ý, nhưng có sách họ đưa vào là cái gì? À, có thể là tượng hình hay chỉ sự mình không biết. Thì bây giờ nếu chúng ta đồng ý là chúng ta phải đưa chữ thiên ra vào phần nào? Chính là hồi ý. Hay đây ta gọi là mặc ước để làm bài tập chứ không hơi là hồi là rối lên hết. Rồi sau này chúng ta muốn làm tiểu luận về ngôn ngữ, chúng ta đã từ xưa đến nay chữ thiên nói hồi ý, nhưng bản thân chúng tôi là thấy chữ này là cái gì chúng ta tha hồ, chúng ta viết gì đâu viết. Còn đây gọi là bài học. Như vậy là chữ mộc là gì ạ? Là tượng hình hay gì ạ? Và chúng ta thấy rõ ràng nó giống cái cây. Và nhật tượng hình. Và chữ này bây giờ không cần biết, chúng ta nhìn thôi. Chứ không nói là nhìn ra là phiên âm dịch nghĩa, nên nó là không đúng. Và chữ này là gì ạ? Là gì ạ? Người nói hội ý, người nói tượng hình là chữ gì ạ? Dạ, tượng hình hay hội ý ạ? À, tượng hình. Nếu hội ý thì chúng ta làm sao mà ra cái chữ này để ra nước, thì rõ ràng chúng ta khó nói. Rồi chữ tiếp theo tượng hình, và chữ tiếp theo tượng hình, tượng hình. Và chữ này tượng hình hay hội ý ạ? Dạ, ngọc. Ngọc thì sao mà nó ra tượng hình, thì chúng ta tự suy nghĩ, chứ trong hội ý không có chữ này. Chữ bổn. Dạ, tượng hình hay hội ý ạ? Hội ý. Và chữ thạch tượng hình. Và chữ tiếp theo hội ý. Và chữ tiếp theo nữa tượng hình. Và chữ này hội ý. Và chữ này tượng hình hay hội ý? Chúng ta nhớ cái này là cây lúa, nó ngoặt xuống, chúng ta thấy cái ngoặt cái đầu nó xuống cây lúa nè, nó là tượng hình. Và chữ này hội ý, người lên núi tu tiên. À đây, mấy cái chữ sau cùng mặc dù là ít nhưng mà phải nói rằng chúng ta phải ráng thuộc thôi, tại vì khó mà biết nó giả tá hay là chuyển chú. Mặc dù học hồi về là quên. Hồi nãy nó chuyển chú là cái chữ nào? Từ cái chữ nhật nó ra là ngày. Dạ, nguyệt nó ra là tháng. Rồi chữ gì nữa? Chuyển chú á. Rồi thường nó ra hình thướng. Rồi hạ nó ra thành há, y nó ra thành ý, tôi gọi là gì? Chuyển chú. Còn giả tá là mượn một từ đã có sẵn rồi ra thành có nghĩa khác. Như chữ lên vừa mới giảng xong nhưng mới nghe, nhiều khi chúng ta lại không nhớ. Lên là mệnh lệnh, bây giờ mượn nó để chuyển, để giả tá là huyền lệnh. Thì trong bây giờ nếu vậy thì chúng ta phải học một số từ chuyển chú và giả tá cho hết. Dạ, bây giờ giả tá gồm mấy từ nào ạ? Trường, hành trưởng. Gì nữa ạ? Hảo, hành hiếu. Hòa, hành hòa. Ly, hành ly tán. Rồi đạo, con đường, hành đạo lý. Dạ hết chưa, còn gì nữa không ạ? Sáu chữ, thiếu một chữ, chữ gì ạ? Lên, ở đây là chữ lên. Nghĩa là chúng ta phải học mấy từ ít, chúng ta phải học thôi. Học xong rồi thì chúng ta mới ráp vào. Như vậy chữ lệnh này nó nằm ở trong đâu? À, giả tá. Rồi tới chữ kiết. Hồi ý. Chữ tiếp theo. Hồi ý. Tiếp theo nữa. Tiếp theo. À, tượng hình. À, tiếp theo.
hồi ý là chữ tiếp theo là mẹ, chúng ta hay chấm chấm đây, nó là tượng hình. Chữ tiếp theo, tại sao thầy không nói tên chữ để cho chúng ta mặc dầu không biết nhưng mà nhìn chúng ta phải tự có khái niệm để chúng ta xếp vào lục thư. Cái môi sông này nói chữ An thì chúng ta không biết chữ An là chữ nào. Và chữ tiếp theo, tượng hình, là chữ này. Thì chữ này là hội ý mà chúng ta vừa học hảo, nó ra cái gì? Hiếu. Thì chúng ta phải đưa vào hảo, hiếu. Cho nên cách làm của chúng ta là, thí dụ trong bài thi thầy thấy có nhiều vị bôi, quẹt, có trừ điểm cái phần này. Ví dụ như chúng ta lấy chữ này xong chúng ta gạch đi, đó là chúng ta thấy chúng ta làm rồi. Chữ này cũng làm rồi thì chúng ta bôi đi để còn cái chữ nào không biết chúng ta xếp vào sau. Giờ chúng ta để nó trắng bóc rồi chúng ta làm cái chữ này chúng ta nhớ. Mà chúng ta không biết là qua chữ này rồi chập hồi còn chữ này còn lum không biết là sắp tới đâu rồi. Nên chúng ta có thể là bôi tròn lại. Rồi chúng ta bôi tròn qua chữ này. Đó, như vậy là chúng ta có thể gọi là xếp cho thứ lớp. Thế vậy thì cũng còn hơi nhiều, phải chúng ta hồi vô cùng làm cái này cho xong bài tập. À, phần lục thư vừa qua thì chúng ta cũng là làm, nhưng mà khi làm rõ ràng sẽ có một cái phần ta gọi là kinh nghiệm. Chúng ta phải rút ra kinh nghiệm để làm cái phần này. Thì qua những cái cách như tôi vừa nói, một là thuộc lòng. Hai, học giỏi rồi thì chúng ta có việc nhìn đúng chữ nào chúng ta đưa vào chỗ nấy. Và một cái thứ ba tiếp theo, có nghĩa là cái phương pháp. Nếu mà chúng ta thấy chữ nhiều quá, chúng ta chưa có khái niệm gọi là nắm hết, thì một cái cách khác nữa là chúng ta học hay phương pháp gọi là bài trừ. Ở đây cũng là hướng dẫn cái phương pháp. Mặc dù giảng viên ở trên lớp chỉ cần là đưa chữ và chúng ta về nhà ráng học, nhưng mà đây cũng là phương pháp để giúp cho các vị đầu tiên mới tiếp xúc chữ Hán. Mặc dù là không yêu cầu là khó khăn lắm, nhưng mà cũng phải gọi là có cách học để chúng ta cũng có cái sự gọi là niềm vui trong khi học chữ Hán. Còn không học cao một học kỳ sợ quá là từ cái môn chữ Hán. Mà xin thưa không phải là môn chữ Hán mà còn nhiều môn khác nữa. Rồi sợ quá giống như là khóa 4 của chúng ta. Đầu tiên nghe nói là đăng ký dường như là 500-600 người, mà kỳ này là bắt buộc phải đóng học phí mới có tên. Nhưng mà cuối cùng khi đi thi chính thức cũng là không có phải là đi đầy đủ, dường như chỉ là hơn một nửa hoặc là 2/3. Như vậy thứ nhất cũng là vì thời gian. Thứ hai, khi nghe huynh đệ bạn bè rủ thì chúng ta cũng mong muốn được đi học. Rồi khi vào lớp rồi mới thấy rằng mình không có thời gian để lên mạng lấy bài. Đừng có nói là có thời gian ngồi đây. Nghĩa là một học kỳ nhiều khi chúng ta không có lên lớp, chỉ ở nhà lên mạng cuối cùng cũng có thời gian. Mà không có thời gian không học thì rõ ràng chúng ta không thể nào làm bài được. Thì môn Hán cổ phải nói rằng dễ nhất trong các môn. Là từ khóa 3 thì sao gọi là dễ nhất trong các môn? Là những các môn quay điểm là chúng ta có hai kỳ thi trung bình là 25 điểm, mà thấy 25, 26, 27, 28 ba mấy là thấy cao. Nhưng mà môn Hán cổ của tề là 40-50, rất là nhiều. Cho nên em biết rằng cái môn này nó dễ hơn những môn kia. Và thậm chí các thầy các cô Phật tử học xong môn này rồi, khi mà ôn thi xong rồi ở đầu nói vái môn nào cũng giống môn này để chi, để điểm cho cao. Tại vì thi những môn tư tưởng chúng ta sẽ biết tới ngày mà ra điểm. Gặp quý thầy mà khó khăn thì hỏi nói rằng chúng ta làm bài không đạt là rớt. Một môn học rớt cả 100 người là chuyện thường, thậm chí rớt hơn một nửa. Rồi còn môn này nếu mà chúng ta chịu khó học thì tề nói rằng rớt không có nhiều. Kinh nghiệm từ khóa 2 cho tới gọi là hôm nay khóa 4, mặc dù tề chưa chấm bài thi, nhưng mà khóa 2 là có lớp miền Bắc, nghĩa là khoảng mười mấy người thôi, nhưng mấy thầy ở đây cũng chịu khó ra miền Bắc để cho thi. Học thì lên mạng lấy, nhưng mà ra miền Bắc để cho thi. Bài vở thì cứ lên mạng lót xuống mà học. Thì chính vì không có dịp ngồi ở trong lớp, rồi không có dịp để hỏi giảng viên, cho nên phần đông thầy thấy ngoài miền Bắc là làm rớt hơi nhiều.
miền Nam phải nói rằng chấm 200 người rớt có 3-4 người. Đó, cho nên ta nói cái môn này không khó là ở chỗ đó, nhưng phải học, nếu không học là chúng ta sẽ rớt chắc chắn. Thì bây giờ cái phương pháp để làm cái bài này thì như về nãy ta nói rằng nhất ở đâu, nhị ở đâu, thì đó là một cái phương pháp. Nhìn chữ nào chúng ta thuộc rồi, chúng ta có việc gọi là ráp xuống 6 cái phần lục thư này. Còn bây giờ nhìn thấy như đám rừng thì chúng ta phải học như thế nào cho hay nhất. Thì chúng ta thấy 6 cái phần thì là phần nào nhiều chữ nhất? Tượng hình với là hồi ý, hai cái chữ này gọi là nhiều nhất. Thì bây giờ chúng ta phải biết học cách chúng ta gọi là bài trừ nó ra. Còn lại 4 phần chúng ta hãy chỉ sự là từ nào. Bài trừ có nghĩa là chúng ta học cái phần nào mà chúng ta thấy ít nhất và dễ nhất. Bây giờ phần thứ hai là chúng ta thấy dễ nhất đúng không ạ? Gồm có những từ nào? Chỉ sự. Dạ, nhất, nhị, tam, thượng, hạ. Đó, thằng đó là chúng ta thấy dễ thuộc rồi. Bây giờ chúng ta đi kiếm nhất, nhị, tam, thượng, hạ. Đây, nhất, nhị, tam, chúng ta khoanh lại. Còn đây thì tuệ gọi là bụi đỏ. Còn vào ở trong đó thì chúng ta khoanh lại như thế này, hoặc là chúng ta đánh chéo cũng được. Tề sẽ không trừ điểm cái phần dơ đó. Cho nếu đi thi mà chúng ta bôi quẹt chắc bị trừ điểm, như đây là cho phép. Thường hả? Dạ đây phải không ạ? Nhìn đúng không ạ? Hay là đọc không ra nữa là không biết, dù là thuộc nhưng không ra nữa là hơi khổ nữa. Rồi, xong phần chỉ sự. Thì không phải là chúng ta khoanh ở đây thôi là chúng ta nói xong. Nếu khoanh đây không thì sao? Cũng không có điểm. Chúng ta phải xuống cái phần chỉ sự này nè. Chúng ta ghi vào đây nhất, nhị, tam, thượng, hạ ở vô chỗ này. À đây, phải đưa xuống ở chỗ này mới gọi là có điểm. Chứ không phải chúng ta khoanh cho hết rồi, chúng ta đã xong hết rồi, không phải như vậy. Hoặc là chúng ta ngay chỗ này rồi chúng ta có đánh chỉ sự đây ta chấm thì cũng chết luôn, là ta cũng phải trừ điểm, không trừ không được à. Mình nhìn mấy chữ nào rối rắm luôn. Rồi bây giờ qua cái phần nào chúng ta thấy dễ nhất tiếp theo ạ? Hình thanh. Hình thanh nãy thấy một chùm chữ nhưng mà lại dễ nhất ở chỗ nào? Giờ chúng ta có đi thấy cái chữ nào gần giống như chữ hồ? Giờ dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4 thì lớp cùng làm thấy chữ nào thì ngưng lại thì đánh vô là đúng à? Dạ có không ạ? Có không ạ? Không luôn. Dạ có không ạ? Tại vì xếp theo nét cho nên cái nét nó nhiều lắm, nó nằm ở dưới á. À đây, cái chữ này chúng ta đưa vào. Rồi tới chữ nào nó gần giống với chữ này nữa? Vừa, âm cổ, rồi bộ nguyệt, bộ gì không biết, miễn sao nó thấy tương tự để chúng ta nhìn cho giống là được. Là chữ không, là chữ này. Là chữ nào ạ? À đây, chữ cuối, đúng rồi. Đó, bây giờ không biết chữ này hồ lô gì hết trơn, miễn sao thấy giống là chúng ta có đưa vào. Và chữ này sang hô gì không biết thôi, cũng ai cấm, miễn sao thấy giống chữ hồ này là chúng ta có đưa vào. Rồi dòng tiếp theo có không ạ? Thôi quá chừng, tại vì tới đây thì nét nó nhiều nên chúng ta thấy rất là nhiều. Là chữ nào ạ? Ba chữ dưới. Như vậy là đủ chưa? Thiếu một chữ. Nghĩa là dặn ra bài thiếu một chữ. Thiếu cái chữ có bộ hỏa. Thầy bộ hỏa mới bổ sung sau này. À có bộ hỏa. 6 chữ đủ chưa? Như 7 mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 chữ à? Thì đúng rồi. Thì là đúng 6 chữ, không có thiếu chữ nào. Như vậy là phần hình thanh chúng ta làm xong chưa ạ? Giờ tới cái phần chuyển chú là được bao nhiêu chữ? Chuyển chú. Chú là chữ gì? Nhật, nguyệt, thượng, hạ, y. Nhưng mà nãy tuệ cũng vừa xem là thiếu ngay chữ y, vì trong bài chúng ta không có chữ y. Như vậy chúng ta nhớ 4 chữ là gì? Nhật, nguyệt, thượng, hạ. Bây giờ chúng ta đi kiếm 4 chữ đó. Thì kỳ này xếp như thế này không biết làm sao mà sót 4 chữ này, nó nằm ở dưới. Thì đã hứa với lớp giữ nguyên rồi cho nên là chúng ta giữ nguyên. Rồi 4 chữ này nó nằm một loạt đây là quá dễ nữa. Là thấy chưa ạ? 4 cái chữ đó tự nhiên nó nằm gần ngay ở cuối câu như thế này. À như vậy 4 chữ này thuộc về chữ gì ạ? Chữ gì ạ? À nhớ là chuyển chú. Như vậy chuyển chú xong rồi còn một phần nữa là giả tá, có mấy chữ? 6 chữ, giờ chúng ta kiểm đúng chưa hay là thiếu.
Chữ đầu tiên là gì ạ? Trường. Trường là gì nữa? Hảo. Nghĩa là trường với trưởng. Nhưng mà đây không yêu cầu chúng ta phiên âm, cho nên chúng ta khỏe chỗ đó. Hành hảo là được rồi, không cần phải là học hiếu. Hảo giả tá ra hành hiếu thì chúng ta được miễn. Chúng ta sẽ kiếm chữ nào là trường, chữ nào là hiếu hay là hảo, và chữ nào nữa ạ? Hòa hay là hòa. Và chữ tiếp theo, lên. Và chữ gì nữa? Ly. Và chữ cuối cùng là dễ nhớ nhất là gì? Đạo. Thì bây giờ chúng ta đi kiếm 6 chữ đó: trường, hảo, hòa, lên, ly và đạo. Thì cũng từ trên chúng ta bắt xuống, đừng có để thiếu. Dòng này có không ạ? Không. Dòng thứ hai, dòng thứ ba có không ạ? Dòng thứ tư, dòng thứ năm có chữ lệnh. Thì cái chữ này là tụi làm lớn lên, chứ chúng ta đừng ghi chú dòng số 5 vô là tới ngày thi không phải là dòng số 5. Trong bài chúng ta như dòng số mấy ạ? Dạ, dòng số 6 luôn. Dạ, chữ lệnh là dòng số mấy ạ? À, dòng số 2. Ít vậy, dòng số 2, lệnh. Dạ, còn nữa không ạ? Tới đây, dạ có không ạ? Chữ hảo. À, tiếp theo. Đây, chữ trường. Dạ, tiếp theo. Chữ hòa. Dạ, tiếp theo còn chữ nào nữa không? Đạo. Ly. Rồi, như vậy là chúng ta xong được phần nào? Chỉ sự hình thanh, chuyển chú, giả tá. Thật ra cái chữ cuối cùng đây chính là gì? Giả tá. Nhưng mà hai chữ giống nhau không sao, tròn trên thì hỏi tròn dưới. Thì như vậy bây giờ còn lại là phần nào? Còn lại là gì? Hình thanh và hội ý. Hình thanh và hội ý. Thì bây giờ một là chúng ta học hình thanh, hai là chúng ta học hội ý. Khi mà học bài thơ xong rồi chúng ta kiếm xong mà tất cả to còn lại là nó thuộc về cái phần kia. Nghĩa bây giờ chúng ta thấy hình thanh dễ thì chúng ta lo học hình thanh. Có bài thơ ở trong đây, chúng ta cái việc đem bài thơ ra chúng ta thuộc là dễ hình thanh. Còn hội ý thì chúng ta dễ nhớ hơn, tùy mà chúng ta muốn học sao đó học. Ví dụ nhật, nguyệt, thủy, hỏa, thổ. Rồi sơn, xuyên, ngọc, thạch, điền, kim, mộc, trúc, hòa, thảo, mễ, khí, vân, vũ, điện. Và khẩu. Học xong 21 chữ đó là còn lại là tất nhiên nó sẽ nằm ở trong đâu? Dạ, hội ý. Dạ. Còn nếu chúng ta thấy hội ý dễ, mình nhìn là mình biết hội ý. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy mấy chữ này. À, chữ này là hội ý. Rồi chúng ta nhìn thấy đây, hội ý. Cái này hội ý. Thì khi mà chúng ta... Như vậy cách học là chúng ta lo làm 4 phần dễ trước, rồi còn lại là gì? Hội ý và hình thanh. Thì đây là cái phần bài tập 1. Bài tập 1 của lần 5. Các chữ dưới đây thuộc cấu hình nào, cấu tạo nào? Đó là phần 1. À, vậy chúng ta nắm được cách làm này chưa ạ? Bây giờ qua cái phần 2 của bài tập lần này. Ở đây, phân tích theo lục thư. Thì phần đây chúng ta sẽ thấy nó là chữ gì ạ? Tuệ đều chọn cái phần thuộc về hội ý cho chúng ta phân tích. Nghĩa là cái phần này là hội ý. Cho nên khi mà ra cái phần này thì chúng ta từ cái chữ này chúng ta sẽ chọn lên cái này cũng là một cách làm. Chà, hiểu không ạ? Nghĩa là bây giờ không phải là cho hết tất cả từ này nhiều lắm. Này dường như là 22 từ. Thì trong đây Tuệ sẽ chọn ra 8 từ. Chữ minh đây đã có rồi thì là ví dụ. Và ngoài ra lựa trong đây 8 từ để cho lớp làm. Và 2 từ thì nó nằm ở trong chỗ này. Nên phần này gồm 10 từ, 10 điểm. Như vậy 8 từ ở đây là chúng ta chịu khó học thêm 15 chữ hội ý là đủ. Tất cả hội ý 23 từ. Nhưng mà trong đây thấy rõ ràng 22, biết sót ở chỗ nào không? 23, 23, còn nào? Nghĩa là ở trong đây sẽ chọn 8 từ do giảng viên chọn, chứ không phải là học viên chọn. Thì bất cứ từ nào mà Tề thấy hay thì chắc lẽ từ này là chắc chắn có rồi, đúng không ạ? Chữ An. Rồi nhìn thấy từ nào hay hay nữa thì cho tất nhiên là sẽ chọn 8 từ.
Mà hồi xưa là tại hay làm 10 đề hay bất cứ từ nào nó cũng vào trong cả, còn bây giờ đề làm ít hơn. Nhưng mà rõ ràng từ nào hay sẽ chọn. Nhưng mà từ nào hay học viên không biết thì bổn phận chúng ta là phải học hết. Nên là phần hủy ngày hôm nay và lần trước học kỹ. Nếu ngày hôm nay chúng ta đã nắm được thì gọi là kỳ thi đối với chúng ta từ hủy không khó. Thì hai phần còn lại chính là dùng thơ. Thì câu này là hay thì chắc lẽ cũng đưa vô lại để chúng ta làm. Dùng câu thơ hay văn phân tích các chữ dưới đây, ví dụ tưởng. Thì khi ra đề thi là ra như thế nào? Dùng hai chữ, thì chữ nào không biết thì chúng ta sẽ cho vào đây. Ví dụ như chữ tưởng gồm có hai câu thì tất nhiên phải để dành hai câu cho chúng ta đánh vào. Chữ đức cũng hai câu. Mà nếu ra chữ hiếu thì phải bốn câu, bốn dòng như vậy đó, để là chúng ta tự điền vào. Nếu mà ra chữ đức thì chúng ta chim chích mà đậu cành tre. Còn nếu mà chúng ta không thuộc bài thơ thì chúng ta phải dùng cái lời văn gì đó để chúng ta diễn tả. Bồ xích thì đứng bên phải, bên trái là cái gì, chúng ta phải nói làm sao cho giảng viên đọc được là có điểm. Không yêu cầu thuộc lòng nhưng mà chúng ta phải nói làm sao chứ không thể nào chúng ta tự nhiên. Chữ đức là gồm có cái chữ tâm, như vậy làm sao chấm điểm được. Chúng ta phải nói làm sao cho ra dù là câu thơ không nhớ. Ví dụ như chúng ta nói bên trái là bộ xích, rồi bên phải là chữ thập, dưới chữ tứ, dưới chữ nhất, dưới chữ tâm, nghĩa là vậy cũng được. Chứ không cho chúng ta là thập trên, tứ dưới, rồi nhất đè, chữ tâm không nhớ tới ngày thi nó quên hết trơn, thì chúng ta phải tự diễn dịch ra mà như vậy. Lúc đó không nhớ thập trên, tứ dưới, chúng ta nhớ là trên là thập, rồi dưới là tứ vậy đó, chúng ta nói sao ra được là thôi giờ. Như vậy là cách thi cử là như vậy. Đây là phần thứ nhất trong bài tập lần thứ 5. Thì cái phần này chứ nói là dạy chính quy là yêu cầu làm tại lớp, nộp bài để lấy điểm. Nhưng đến đây phải nói là chúng ta khó mà áp dụng như chính quy. Ngồi ở đây thì học, chúng ta tiếp thu được lời giảng viên. Còn những người nghỉ thì nhà trường cũng không có yêu cầu là bắt buộc phải học. Chính vì vậy nếu mà ngồi đây làm bài tập xong đưa cho Tuệ, chẳng lẽ bây giờ cho thêm 2 điểm, rồi những người không học người ta sẽ khiếu nại. Tại đâu có yêu cầu bắt buộc đi học đâu. Chính vì vậy nó cũng hơi khó. Thôi chúng ta làm tập thể. Như vậy là xong phần bài tập kiểm tra lần thứ 5. Không biết lớp có thắc mắc gì trong cái phần này không ạ? Nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta học tiếp là 214 bộ.